Chào các bạn, hôm nay trời rất là đẹp. Đó, mình ra ngoài sân vườn mình nướng thịt bò mình ăn các bạn. Thì cục thịt bò này là 1,5 kg các bạn. Là 18 đồng 51 thì khoảng 400 ngàn Việt Nam. Đó, mình nướng thịt bò thì mình nướng với lại ăn với lại rau các bạn là đủ no rồi. Thì mình có broccoli, cà rốt, nấm với lại squash các bạn. Thì mình nướng mình ăn chung cho đỡ ngán nha. Thì đây là cái lò của mình các bạn. Cái lò của mình thì rất là lớn. Nhưng mà mình nướng mình chỉ xài ít ít thôi. Mình xài có nhiều phần để mình xài. Nếu mình muốn xài phần nào thì mình xài phần đó. Đó, cho nên mình nói sơ về cái lò của mình nha các bạn. Thì cái lò này á, nó có 3 ngăn. Thì cái ngăn đầu tiên á, là nướng bằng lửa. Đó. Cái lăn ngăn này là nướng lửa. Ngăn kế tiếp là nướng bằng than. Than nha các bạn. Nhưng mà nó chạy bằng gas hết. Nhưng mà cái này là lò than. Rồi còn cái cuối cùng á, là nấu. Cho nên có 3 ngăn là để nấu, để nướng bằng lửa với nướng bằng than. Thì cái lò này mình mua cũng lâu rồi các bạn. Đó, khoảng 500 đô. Đó, cũng rẻ thôi. Bây giờ có thể rẻ hơn. Thì hồi thời xưa mình mua cũng hơn chục năm về trước rồi. Thì cái lò này ở dưới này là cái bình ga các bạn. Thì cái bình ga này nó khi mình gắn nó vô thì nó có thể sử dụng hết tất cả, là vừa nướng bằng lửa, nướng bằng than với lại đốt luôn. Với lại nấu á. Thì ở đây mình chủ yếu là mùa hè, mùa xuân với mùa hè thì mình ra ngoài mình ngồi mình chơi. Ở sau vườn vậy. Nấu ăn cũng vui lắm các bạn. Thì nhà mình có 2 đứa thôi. Mình với vợ mình. Mình sẽ ăn hết cục thịt bò này các bạn. Thì thịt bò thì mình mua cái thịt bò nướng thì nó có tí xíu mỡ mỡ vô ông trọng á. Thì khi các bạn nướng lên á, cái mỡ nó chảy ra, ăn rất là ngon. Chứ mình lựa mà lựa cục nạc không á, mình nướng lên nó khô lắm các bạn. Nên khi mình lựa thịt bò thì nhớ lựa cục nào có tí xíu mỡ. Thì nếu mà các bạn không thích ăn mỡ thì các bạn cũng có thể lấy cục thịt nạc không. Nhưng mà mình nghĩ là có tí xíu mỡ nó chảy ra. Nếu mà các bạn không thích ăn mỡ thì cắt cục mỡ bỏ đi. Khi mình nướng xong rồi mình có thể mình cũng có ăn cũng cái phần mỡ đó. Nhưng mà mỡ chảy ra thì nó rất là ngon. Các bạn không có cần phải bỏ bơ hay là gì hết. Thì cái bò cục này mình cắt ra làm 3 các bạn. Rất là bự. Mình sẽ ra cho các bạn coi. Thì bò này là ngon lắm các bạn. Thấy mình làm cũng rất là chuyên nghiệp đúng không các bạn? Hồi xưa mình cũng có nấu nướng nữa các bạn. Cho nên mình làm cũng chuyên nghiệp lắm. Qua Mỹ này cái gì cũng làm hết các bạn. Không có phải như Việt Nam đâu. Cho nên qua Mỹ này đàn ông cái gì cũng biết làm hết á. Nhưng mà mình thì mình cái gì mình muốn làm hết các bạn. Mình làm mới biết, chứ còn mình không biết làm thì mình cũng không biết gì hết. Cho nên đây công việc đơn giản thôi. Thì mình sẽ cắt nó ra. Đó, làm 3 chứ một cục bự này mà các bạn bỏ lên nướng á, thì là nó sẽ không chín bên trong. Rồi nó không có ngon cho lắm. Nhưng mà mình thì mình không có thích ăn sống cho lắm các bạn. Các bạn nướng thì mình muốn ăn sống thì mình có thể nướng một chút, còn mình muốn ăn nó hơi chín chín một tí thì mình nướng kỹ một tí, cho nên tùy theo cách các bạn ăn thôi. Nhưng mà cục thịt bò này rất là mềm, các bạn thấy tôi cắt đâu, nó rất là mềm nha các bạn. Thịt bò rất là ngon, cho nên tôi thấy cục này tôi thấy là tôi thích rồi.
thì mình cắt ra xong rồi các bạn mới ướp nha. Thì bên Mỹ này á họ bán cái gia vị để mà ướp thịt bò, thì trong trọng cái gia vị nó có đầy đủ hết các bạn. Thì giờ mình cắt ra xong rồi, thì nếu mà các bạn muốn để cho nó đẹp một tí xíu hay là gì đó có màu sắc gì đó, tại vì trong thời gian này các bạn chưa có nướng liền, thì tôi mang vô tủ lạnh tôi để cho nó hồng lại thôi, cho cục thịt bò nó tươi. Tại vì trong thời gian này tôi chưa nướng, tôi làm những cái thức ăn khác trước các bạn. Thì rau thì cái broccoli này các bạn cắt ra nha, này là luộc các bạn. Nếu mà các bạn nào không muốn luộc á, các bạn có thể là bỏ vô cái bịch ni lông. Tôi hay đôi khi tôi cũng làm vậy nha. Nhưng mà này cái lò tôi có sẵn rồi, cho nên tôi bỏ vô tôi luộc cho nó lẹ thôi, trụng cho nước sôi vậy thôi. Nó nhanh, rất là nhanh mềm các bạn. Nếu mà các bạn không muốn luộc hay là gì đó, các bạn có thể bỏ vô cái bịch ni lông rồi các bạn cột nó lại cho kín, rồi các bạn bỏ vô cái microwave của các bạn để 1 phút rưỡi đến 2 phút thì tự động lấy ra nó chín rồi các bạn đó. Cho nên nếu các bạn nào lười á thì làm như vậy đó. Cách cách đó cũng rất là ngon. Thì mấy cái rau này mình ăn kèm chung để cho đỡ ngán đó các bạn. Rồi cái này là bí nấm, thì nấm là phải nướng nha các bạn. Thì mình muốn nướng thì mình phải chẻ đồng đôi đó, nướng lát nó mới ngon, chứ còn để nguyên cái thì các bạn nướng cũng được nhưng mà đôi khi nó sống các bạn, cho nên nấm mình cứ chẻ làm nồi ra hết. Thì mình ăn bao nhiêu thì mình làm bấy nhiêu, cho nên tùy theo các bạn muốn ăn bao nhiêu cái thì các bạn có thể làm. Rồi tiếp theo là phần cái này là trái squash các bạn, là nó giống như là trái bí ở Việt Nam mình á, mà mình không biết bí là dạng bí nước ngoài các bạn, mình kêu là squash á. Các bạn thái mỏng mỏng ra thôi rồi mình bỏ lên nướng. Thì khi mình nướng á, thì cái lò nướng trong cái lò than các bạn, thì các bạn có thể nướng squash với lại nấm chung với nhau. Mấy cái kia các bạn nướng cũng được, nhưng mà tôi thì tôi thích bỏ lên trụng vô nước nha, tôi ăn nó ngon hơn. Thì tùy các bạn muốn nướng hết cũng được, không có sao đó. Thì này cà rốt, thì cà rốt thì tôi cũng bỏ lên tôi trụng thôi, trụng sơ đó là mình ăn. Thì chỉ có cà rốt với lại broccoli á, là mình trụng sơ, còn hai thứ kia là mình nướng. Thì nướng thì các bạn ướp với lại cái loại sốt của barbecue á, cái loại mình nướng á, đồ nướng của đại hàng á, thường tụi tôi hay bỏ vô cái sốt đó. Mình vô chợ đại hàng á các bạn, mình mua cái loại sốt barbecue thì mình trộn vô đó. Mình bỏ lên mình nướng thôi. Tùy tùy các bạn thôi, các bạn muốn nướng thì hoặc là các bạn muốn hai loại kia, các bạn muốn bỏ trụng cũng ăn cũng được, tại mấy loại này Mỹ tụi nó cũng ăn sống được các bạn, cho nên tùy theo mình đây. Thì đây là cái lò của tôi nha các bạn. Thì trong lúc mình chờ đợi thì mình phải mở cái lò lên cho nó nóng nha các bạn. Thì đây là nhiệt độ họ báo cho biết, khi mình đậy nó lại thì nó sẽ báo cho mình biết nhiệt độ là của cái lò là bao nhiêu. Thì tôi chưa có mở vậy đó, bây giờ bắt đầu chuẩn bị tôi mở lên để cho cái lò nóng lên thôi, để lát tôi nướng chỗ này. Thì cái nướng lửa này á là để tôi nướng cái cục thịt bò đó các bạn, steak á là tôi nướng bằng lửa, chứ nướng bằng than á đôi khi nó không có ngon cho lắm. Cũng ngon nhưng mà nó than các bạn, nó cháy, nó cháy nhiều lắm, nên lửa là bảo đảm nó ngon. Tôi không biết nói như thế nào nhưng mà các bạn có thể thử để các bạn biết được nó ngon như thế nào. Còn cái bên than này á, cái lò của tôi thì có lửa có than, thì cái loại loại than này á thì cứ cũng bằng ga thôi, nhưng mà có nó miếng giống như là than nha các bạn. Thì nó là thì để tôi nướng những cái phần khác.
Thì cái lò này tôi để ở ngoài trời cho nên cũng dơ lắm các bạn. Nhưng mà mình mua cái loại mà xịt mà gọi là cell clean á. Các bạn xịt tí xíu à, là các bạn chùi nó bóng lại. Cái này bằng inox các bạn. Cho nên nó không có bị sét đâu. Thì xịt tí xíu, lát nữa các bạn thấy cái lò của tôi bóng lưỡng à, giống như mới mua vậy. Cho nên xịt sơ nó tí xíu, lát mình chùi là nó bóng lắm. Thì cái lò để ngoài trời thì năm thì xài vài lần ấy các bạn. Có gì nướng đồ ăn thì ra ngoài trời nướng, nó đỡ phải hôi nhà. Đó thì các bạn thấy than không? Nướng than là đó, nó cái vị nó như là than vậy, nó lên đó. Các bạn phải cần phải đốt than các bạn. Như bên Mỹ nó cũng bán than. Thì mai mốt thì tôi cũng sẽ làm những cái video về nướng than cho các bạn coi. Nếu mà tôi có thời gian nha các bạn. Cho nên tôi không có hứa, tôi chỉ nói cho các bạn biết vậy thôi. Thì mình làm cái video cho các bạn coi cho vui vậy thôi. Thì coi cái cuộc sống của tụi tôi ở Mỹ như thế nào. Ok các bạn. Thì khi mình mở nó nóng lên rồi thì mình phải chà các bạn. Thì lâu lâu thì mình cần phải chà cái lò. Tại vì cái lò này khi mỗi lần mình nướng á, mình không có mang ra mình rửa, mình lười lắm. Cho nên mình đã im vậy thì các bạn có thể là để cho nó nóng lên rồi mình dùng cái đồ chà đó, mình chà đó. Thì chà nó thì những cái sét hay là những cái đồ mà hồi xưa mình nướng cũ còn đó các bạn. Nó rớt ra. Cho nên là nó sạch lại. Chứ các bạn không có phải lo là nó bị dính đó đâu. Cái đồ chà của nó bằng inox. Thì khi mà tôi đậy lại thì các bạn thấy nhiệt độ nó lên là hiện tại bây giờ nó đang là 300 độ C các bạn. Không tới phải 300, 300 gần 300 độ F thì khoảng một gần 150 độ C các bạn. Thì khoảng cỡ 150 độ C á. Thì cũng rất là nóng nha các bạn. Thì tụi tôi ăn bò này thì tụi tôi ăn thường là tụi tôi nướng là nó chín tí xíu. Thì giờ mình lấy ra nè, hồi nãy tôi để tủ lạnh này cho nó đỏ, nó không có cho nó tươi lại các bạn. Thì giờ cái này là cái sốt mà nó máng cho mình để mình ướp vô. Thì mình ướp vô khoảng chừng khoảng 1 2 phút là các bạn nướng được à. Chứ các bạn không cần phải để lâu đâu để mà cho nó thấm gì đâu. Cái sốt này nó rất là lẹ các bạn, nó thấm lẹ lắm. Nó dính vô nó luôn. Cho nên Mỹ nó làm cái loại này rất là hay là mình không có cần mình phải để lâu. Chỉ cần khoảng 5 phút là các bạn nướng được rồi. Thì cái sốt này nó bán ngoài chợ rất là nhiều, chợ Mỹ các bạn. Đó. Thì trong này nó pha nhiều thứ lắm. Mà không có hạt giỏi hạt mắc kén nha các bạn. Thì hôm nào thì mình sẽ làm những cái video về hạt giỏi hạt mắc kén mình sẽ pha vô những thứ khác nha các bạn. Tại bên Mỹ này á, nó có bán những cái thứ đó. Mình có thấy ở trong chợ của Tàu á các bạn, ở Trung Quốc á. Nó bán rất là nhiều, nhưng rất là rẻ. Nó là tiêu rừng các bạn. Với lại mấy cái mình thì mình có ăn nhưng mà mình thấy nó cũng the nha. Ăn nó cũng là lạ các bạn. Cho nên mai mốt mình sẽ làm những món ăn khác. Thì bây giờ mình pha vô để cho nó thấm tí xíu. Thì gia vị này các bạn cứ xịt xịt lên vậy thôi để cho nó đều. Không cần phải để lâu đâu. Tí xíu là tự động nó dính vô à. Cái hay nó là như vậy. Miếng thịt bò các bạn thấy hấp dẫn không? Bự rất là bự nha các bạn. Cho nên tối nay tụi tôi không có ăn cơm. Thì ăn cái này là đủ no rồi. Đó, các bạn nhìn thấy những miếng mỡ của nó không? Mỡ đó lát nữa khi mà nó cháy lên rất là ngon các bạn. Nó chảy ra. Thì nướng cái này không có cần bơ gì hết nha các bạn. Các bạn chỉ ướp muối thôi. Cái muối và cái sốt của nó đó. Để mà nó kêu là để nướng cho steak á. Thì các bạn mua đó. Thì giờ lò nó cũng nóng rồi. Cho nên mình mở ra để mình
Thì cái lò các bạn nhìn thấy ở hồi nãy á đó, tôi xịt xịt những cái loại mà Seal Clean đó các bạn, là nó tự nó lao cho cái lò luôn á. Thì bây giờ các bạn nhìn thấy cái lò của tôi không, rất là bóng đúng không, nhìn rất là y như là mới vậy các bạn, nó bóng lại. Thì giờ là cái hồi nãy mà mình cắt ra mà cái nấm với lại giống như là cái squash á, không biết kêu là cái gì đó các bạn. Thì hai cái đó thì bây giờ mình trộn với lại cái barbecue sauce để mà bỏ vô mình nướng nướng trong cái lò than. Thì mình ướp sơ sơ vậy thôi, mình bỏ lên nướng để cho nó thấm tí xíu các bạn, rồi bỏ lên nướng trên cái lò than. Thì cái lò than này nó có cái dĩ, nhưng mà cái này nhỏ lắm các bạn, cho nên mình cần phải tấm giấy bạc á. Các bạn có thể bỏ giấy bạc lên đó, rồi mình bỏ cái này lên, bỏ lên nướng. Thì lò than thì nướng nhiều thứ cũng ngon các bạn, nướng tôm hay là gì đó các bạn cũng có thể bỏ nướng, hoặc là nướng những cái bò lá lốt, nhiều thứ lắm các bạn. Cái lò than này tôi dùng nhiều thứ lắm. Ít bữa đó tại xưa đến giờ tôi không có quay video cho các bạn coi, nhưng mà tôi bữa nào tôi quẩn quẩn thì tôi sẽ làm cho các bạn coi. Tại tôi cũng nấu ăn chuyên nghiệp đó các bạn, chứ không phải là dân không biết nấu ăn. Thường thì cũng lâu lâu cũng ra tiệm ăn, nhưng mà ra tiệm ăn đôi khi họ nấu không có bằng mình, cho nên mình thấy mình nấu ăn mà mình thấy nó vệ sinh hơn nữa, ngon hơn nữa, cho nên thường nhà mình nấu vậy thôi. Nếu tụi tôi nấu lẹ lắm, 10 15 phút là có đồ ăn rồi. Thì đó, cái lò này lò than các bạn, mở lên đó là nó sẽ đó, các bạn thấy nó cháy lên đó. Đó thì cái lửa nó lên giống như là than vậy thôi, cho nên nữa tôi kêu cái lò này lò than. Lò than nướng đồ ăn cũng ngon lắm các bạn, nhưng mà tùy cái để nướng thôi. Nhưng mà steak thì không có nướng bằng lò than nướng, là lửa nó ngon hơn, tại lửa nó táp vô cái cục mỡ rồi các bạn, nó cháy lên đó, các bạn ăn nó có cái mùi ngon lắm, hấp dẫn lắm các bạn. Đó thì tôi mới mở lên rồi các bạn thấy nó sôi 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 rồi, tại nó nóng lẹ lắm các bạn, mọi thứ nó nóng lẹ lắm chứ không phải là bình thường. Còn cái này bên cái lò này thì để tôi nấu, để mà tôi trụng vô, tôi trụng mấy cái cà rốt với lại broccoli. Thì các bạn trụng sơ thôi, tôi mở lên tí xíu là lửa nó sôi liền à, tại tôi nấu bằng cái nồi đá các bạn. Thì cái lửa nó táp cho cái nồi đá đó thì là nó sẽ nóng rất là lẹ, mà khi nó nóng rồi á, là nó nóng rất là lâu, nên các bạn không biết, cho nên là nóng dữ lắm các bạn. Thì cái lò này cũng rất là tiện nha các bạn, cũng làm được nhiều thứ lắm, nhiều việc lắm. Tại xưa tụi cũng chọn cái lò là cũng dạng tốt á, cho nên làm được nhiều việc lắm. Thì giờ lửa bên kia cũng nóng rồi, giờ là tụi tôi bỏ vô đồ vô để mà nướng steak để chuẩn bị ăn nha các bạn. Thì các bạn thấy tụi tôi làm rất là lẹ, chỉ cần khoảng 15-20 phút là các bạn có đồ ăn rồi, không có cần phải lâu đâu. Các bạn đi nhà hàng cũng vậy thôi, nhiều khi các bạn ngồi các bạn đợi đồ ăn ra ít nhất cũng phải 15-20 phút, nhiều khi nửa tiếng các bạn chưa có đồ ăn đó các bạn. Người ta phải đi bắt bò rồi làm thịt bò rồi dí bò, nhiều khi dí bò không không được, bắt không được lâu lắm các bạn. Nói chung là ngồi chờ lâu lắm, nhiều khi các bạn đói bụng rồi. Về nhà là mình làm là lẹ nhất, đồ ăn có sẵn rồi. Ok các bạn, thì đó thì tôi luộc này trụng thôi, luộc broccoli với lại cà rốt thì nó sôi quá rồi, cho nên tôi lấy ra. Các bạn thấy khói nó bốc mịt mù được không? Cho nên cái này ăn sống cũng được nha các bạn. Broccoli mình ăn sống cũng rất là tốt, thì mình ăn kèm chung với lại thịt bò thôi cho đỡ ngán thôi. Cho nên tối nay là không có ăn cơm, ăn một miếng thịt bò với lại nhiêu đây rau là đủ no rồi, no lắm luôn á các bạn. Thì ngồi ngoài trời thì cũng mát lắm các bạn, nhìn trời nhìn trăng nhìn sao.
Hiện giờ cũng 7 giờ mấy rồi, 7 giờ mấy tối rồi, gần 8 giờ rồi, cho nên mặt trời nó cũng lặn rồi các bạn. Nhưng mà tháng 4 thì cũng còn dạng như là cũng còn mùa xuân các bạn. Nhưng mà đến tháng 5, đến tháng 7, tháng 8 thì các bạn cỡ 8, 9 giờ vẫn còn mặt trời nha các bạn. Cái hay là như vậy. Đến 9 giờ mấy, gần 10 giờ thì nó mới mặt trời mới lặn xuống. Thì giờ steak tôi mở ra cho các bạn coi, rất là ngon các bạn. Thì nhiệt độ là 300 độ F, khoảng 310 độ F các bạn. Là hơn 150 độ C rồi. Đó thì tôi mở cái ống dạng trung bình đây, tại tôi muốn cho nó chín đó các bạn. Tôi không muốn ăn sống. Nhưng mà các bạn làm chín thì các bạn đừng làm chín quá. Làm chín quá mà ăn thịt bò mà ăn steak mà các bạn làm chín quá thì không có ngon. Cho nên các bạn chín nhưng mà ở trong nó vẫn còn sống một chút đó nha các bạn. Chứ đừng sống quá. Thì tùy theo các bạn ăn đây, chứ tôi nói. Đó, tôi lật lên là đã chuẩn bị là ăn được rồi. Chanh lẹ lắm các bạn. Các bạn bỏ vô khoảng 5 phút là các bạn lấy ra được rồi. Nên là nó sẽ chín hai mặt luôn. Thì giờ tôi lật cái mặt con kia. Các bạn thấy miếng thịt bò không? Rất là ngon. Lửa nó táp lên nó cháy. Các bạn nhìn thấy không? Cái đen của nó không? Những cái lằn á mà nó nằm trong cái lò đó các bạn. Đó. Thì các bạn thấy cái những cái lằn của nó rất là đẹp. Cái lằn đó nó cháy. Rồi những cái mà không có ở nằm bên ngoài thì là nó nằm lên cái thanh đó thì là nó sẽ có màu đen đen. Nhìn cục thịt bò rất là ngon các bạn. Thì ăn hai miếng này thôi. Các bạn ra ngoài ăn thì cũng khoảng hơn 50 đồng rồi. Trong khi ở nhà mình ăn thì chưa đến 20 đồng. Mình thoải mái hơn các bạn. Mình từ từ mình thông thả. Thì để tôi lấy đèn tôi rọi vô các bạn coi. Các bạn thấy không? Thịt bò rất là ngon. Thấy cái mỡ của nó không các bạn? Cái lửa nó táp vô nó cháy á. Cho nên nữa rất là ngon. Thơm lắm các bạn. Nếu mà tôi mà có cách nào mà có thể truyền cái mùi thơm á qua cái màn hình cho các bạn thì các bạn cũng có thể ngửi được. Nên tôi hy vọng cái technology của nó một ngày nào đó các bạn thì nó sẽ có những cái thêm cái ngửi á, cho nên các bạn thấy ngon không các bạn, nhìn là thèm rồi đó. Rồi chín ra thì giờ tôi lấy ra, chứ để lát nó chín quá thì nó cứng không có ngon lắm các bạn. Các bạn thấy cục thịt bò không? Rất là ngon. Nó cháy rất là vàng các bạn, nhưng mà bên trong á là nó không có chín nha các bạn, bên trong nó vẫn còn hơi sống sống. Nhiều người họ thích ăn sống nhiều thì họ không có nướng lâu, nhưng mà tôi nướng khoảng 5 phút cho nên các bạn nhìn thấy cục thịt bò rất là ngon và rất là lớn nha các bạn. Các bạn thấy gần bằng cái dĩa không? Cho nên ăn cục này là no rồi, no đến tối này. Nhiều khi tối phải ngủ trễ đó các bạn, tại vì no quá. Đó, thì các bạn ăn chung kèm với lại nấm, với lại broccoli, squash nướng, đó mấy cái đó rất là ngon các bạn. Rồi cái sốt thì có các bạn ăn với lại Aquan đó, cái loại barbecue sốt à, để các bạn ăn á, kêu là Aquan đó. Là A1 đó các bạn. Thì chấm với cái đó rất là ngon. Cho nên tùy theo đấy. Đó thì vợ tôi cắt miếng thịt bò này các bạn coi, rất là mềm. Mềm lắm các bạn. Đó thì mời các bạn ha. Các bạn dùng thịt bò với tụi tôi. Thì cái steak này mình ăn là mình phải ăn nóng nha các bạn. Đó, nóng mới ngon. Nóng rất là ngon. Cho nên cảm ơn các bạn ha. Ok, bây giờ tại vì mình ăn nhẹ nóng mới ngon ha các bạn.
Cho nên nếu mà các bạn thích cái video của tôi thì subscribe, ok các bạn, để đăng ký kênh ha, thì để coi những cái video tiếp theo của tôi. Cảm ơn các bạn ha. Thì mời các bạn dùng cái bữa steak dinner với tụi tôi. Xin chào các bạn ha. Hẹn các bạn vào những cái video tiếp theo.